Rồi, tiếp tục video ngày hôm nay thì mình bắt đầu chương trình thanh lý mài da rỉ. Thì cái này mình giao lưu cho anh em là đây là cái cam mài cúc Rin Light. Đó. Có nghĩa là nó không đạt được tới mức bare lớp trở đi. Đó. Nhưng mà nói chung bare lớp trở lại thôi. Đó. Nhưng mà được cái là bông nó chùm nhụy thơm nha anh em. Cái này hồi đầu năm mình có quay rồi, bây giờ mình bán thanh lý nè anh em. Đấy, mầm tược của cây này. Nói chung mấy cây mai mà mình nó nhỏ với lại giá nó rẻ, không có gì đặc sắc thì mình cũng không có lưu lại hình ảnh trong điện thoại quá nhiều. Mình chỉ lưu lại những cây mai mà nó đặc sắc mà giá trị cao thôi nha anh em. Cho giờ hỏi mà mày có bông thì anh em chịu khó lục lại những video cũ anh em. Cho giờ mình cũng mấy ngàn video mà mình đâu có lục mà hết đâu. Đó. Đây, cái dàn chân đỡ rỡ này anh em, nó ra kinh khủng chưa? Ra đều tứ dạng vậy chứ không phải là nó bị lép một bên nha anh em. Đều tứ dạng hết. Đấy. Hay nó đều tứ dạng hết vậy. Anh em thân. Rất là khủng anh em. Cái này nó cao à, này bấm cô là cô lại chiều cao thì với độ rộng thì mình sẽ đo ống chân nha anh em, còn mình sẽ đo hoành thân trực tiếp cho anh em xem luôn. Cây cao 1 mét nha anh em, bề ngang là hơn 3 gang tay. Rồi bây giờ mình sẽ đo hoành thân này. Cho hoành trái đớ này, hoành trái đớ này nó trải tới 5 gang tay mình này, chứ không phải rơi vào tầm mét mét hơn nữa. Quần thân đây nè, chung quần chân quần đỡ rỡ thì mình không quan tâm lắm, nói chung mình cũng không có bán theo kiểu mà tung hô cái vấn đề quần đỡ rỡ, còn quần thân thì nó cũng tượng trưng thôi anh em, bởi vì nó nuôi dàn cu như thế này thì quần thân nó bị ép lại anh em, quần thân là 15 nha. Rồi cái này mình giao lưu cho anh em là giá 2.300.000 nha anh em, 2.300.000 một cái mài cúc Lyrin rất là già, già mà nó sung nha anh em, chứ không phải già mà nó suy đâu ha. Xung cây hoa là hoa nó chùm chùm nha anh em, bông chùm hoa thơm nha. Đấy. Rồi giá 2.300.000 nha anh em, giá tại vườn mình không bao cước nha, mình cứ báo giá công khai bán thanh lý tại vườn rồi. Anh em ở xe gần thì tự trả cước nha, còn anh em hồi giờ mà đã ủng hộ mình nhiều á thì anh em cứ mạnh dạn, ví dụ có thích cái này á thì mình giảm thêm 100.000 nó còn 2.200.000 nha anh em, báo công khai luôn. Kênh mình hay bán báo công khai nè, vì nó tiệm cận với cái độ chính xác ở tại địa phương. Chung coi cối này nó vô giá nha anh em, không có gì mắc, không có gì rẻ đó. Nếu hợp gu với anh em cảm thấy điều kiện hợp túi tiền mình giao lưu, không coi dạng cũ anh. Cây già vậy mà hoành thân có 15 anh em, 15 không bóp bóp cầm tay cho máy đâu, cầm tay thấy giờ nó bự lắm nha nè, 15 là gọi là bự lắm rồi. Đây là mình đo đo thực tế cho anh em xem nha, hai củ bé nha anh em, 2.300.000. Đấy, nếu anh em chịu khó thì giờ xói đớ ra đôn cao lên nữa, nó nhóm lên nữa, nhìn nó giàu cây, nhìn nó giàu bộ đớ này kinh khủng luôn. Đó. Đó đẹp của nó này. Đó. Anh em cứ nắm nắm tay như thế này ướm chân là biết liền rồi. Đó. Bộ cu nó to cỡ nào, còn dàn chân rỡ khỏi nói luôn. Dàn chân rỡ đây thứ 5 gang hơn á. Mới hết được cái vòng vòng tròn của dàn chân rỡ này. Đó. Mình thanh lý giá 2 củ bê nha anh em. Rồi xin chào ha.